Ôi đỏ rồi, ôi đỏ rồi, đấy ngu vãi, thằng này ngu vãi. Ôi, xin chào hai ông. Ôi trời ơi. Hóa ra hai ông này máu chơi lại lên sớm hơn tôi. Bọn tôi đến từ lâu rồi. Nhưng mà lên sớm quá nên đang phải pha chè ngồi đợi thằng Lôi nó mở cổng. Đang xem lại đang nghe combat với lại Mega Q của thằng Bưng, nó bánh cuốn quá không? Tôi là fan của thằng V Gaming nha. Này, cái đội đấy biệt danh là vua về nhì ấy. Đúng rồi. Năm vừa rồi đánh hai trận quốc nội thì thua cả đôi. Không lại được Sài Gòn Phantom của em đâu. Sài Gòn Phantom mà có cúp quốc tế đấy thì đánh thắng ba con trong một ván đúng không? Đúng rồi. Trời, không ăn thua. Ai chẳng biết chị là fan hâm mộ của team Flash. Úi dồi ôi, tưởng là gì ghê gớm lắm. Cái team đấy cũng là vua địch đếm cúp đếm view thôi. Này, team Flash thì làm sao? Thì đếm cúp đếm fan không? Ôi, không có mà cứ tò mồm nha. Đội là nó fan là hơi bị nhiều đấy. Ôi giời ơi. Này, anh biết gì mà nói. Nhiều cái gì? Fan theo kiểu phong trào. Úi dồi, lúc thắng thì gáy vang rời vang đất này. Lúc thua lại quay sang cổ vũ cho cả đội khác. Team của fan đấy sang cổ vũ cho Sài Gòn Phantom của em đó. Ai bảo? Cổ vũ thì cổ vũ đi làm sao? Còn hơn Sài Gòn Phantom của ông ấy. Ôi giời, hơn cái gì, hơn cái gì? Khôn nhà dạy chợ nha. Đòi đánh cúp quốc tế à? Này thì không qua nổi AIC này, SEA Game này, APL này. Đánh 3 trận thì bị cả 3 đội khác nó đánh cho thua cả 3. Giời ơi, nhưng mà thiên đình nó ồn ào như cái chợ ấy nhỉ. Series đồng hành 2 ngày 1 đêm, 100.000 khoảnh khắc xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng VOON.